Xin chào mọi người, Trúc đã quay trở lại và ngày hôm nay Trúc có trái thanh trà. Đây là một cái loại trái cây mà ở miền Tây có rất là nhiều và người ta còn gọi nó với cái tên là đào lộn hộp. Trúc cũng không biết tại sao có cái tên này nữa. Có thể là vì cái hạt nó to mà nhìn nó thì cũng giống như là quả xoài, nên là người ta còn gọi nó là xoài mút. Có nghĩa là mình chỉ lột vỏ rồi mình mút mình ăn thôi. Cho mọi người xem nha. Ui, cái trái nó đẹp lắm mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy không? Trời ơi, đã chưa, đẹp chưa. Cái trái này á, Trúc cũng mua ở lề đường thôi. Nhưng mà lần này rút kinh nghiệm với những lần trước mua trái nhót, mấy bạn comment, mấy bạn nói là mình mua bị mắc. Nên lần này Trúc đã bắt đầu biết trả giá. Cái cô bán này nè, nói là 100.000 một ký, Trúc trả giá 70.000 một ký. Cô đó đồng ý bán, rồi sau đó cái cô đó cân. Mà Trúc nhìn cái chùm này á, là Trúc biết nó không thể nào 2 kg, mà bỏ lên cân tới 2 kg. Cái Trúc không đồng ý mua, Trúc nói là cân đủ cho em đi, em nhìn là em biết không phải 2 kg đâu. Sau một hồi kỳ kèo thì cái cô đó cổ mới đồng ý cân cho mình là với 2,4 kg để tính 2 kg. Mà mình nhìn cái cân là mình biết cân dối đâu mọi người. Đó, cuối cùng là mua được 2 kg này với giá là 140.000. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã comment cho Trúc biết cái giá của các loại trái cây để Trúc biết cách trả giá hơn và mua không bị hốt nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn cái trái này thôi. Nghe nói là rất là chua nên là Trúc sẽ chuẩn bị một ít muối tiêu thôi, để mà một lát có chua quá thì mình sẽ chấm vào muối nhé. Đây là muối tiêu. Mọi người thông cảm nha. Ngày hôm nay á, là Trúc quay ban ngày á, mà thường ban ngày á, là ánh mặt trời nó rọi thẳng vô trong cái cửa sổ nhà Trúc, nên là khi quay mà đeo mắt kiếng thì mọi người sẽ thấy trong mắt Trúc nó bị ảnh hưởng ánh sáng. Ánh sáng này là ánh sáng của cái cửa sổ á. Mặc dù đã kéo rèm che lại rồi nhưng mà nó vẫn còn lờ mờ. Còn nếu mà sử dụng ánh sáng mặt trời luôn thì nó lại không đủ độ sáng. Mọi người thông cảm nha. Bây giờ Trúc sẽ lựa cái trái to nhất. Đây. Cái này chắc cái lá của nó luôn nè mọi người. Cái lá nó như lá chôm chôm. Để Trúc cắn thử coi được. Nó chua má ơi luôn. Chua quá, chua quá. Ở bên trong nó như thế này nè mọi người. Ôi, nó chua vô địch thiên hạ. Chỗ này thì hết chua rồi. Mình có thể dùng tay mình bóc vỏ nó luôn mọi người. Nè, ai muốn đẹp thì sẽ dùng dao để mà gọt nó nha. Đó. Chắc là kêu là xoài mút là bởi vì nó giống trái xoài mà mình ăn mà phải mút mút như thế này. Chỗ này ngọt ghê. Ngon quá. Cái cơm của nó thì giống như cơm xoài á mọi người. Nhưng mà còn cái vị của nó thì ngọt thanh, không có ngọt gắt như xoài nha. Ngọt thanh mà hơi chua chua. Cái này lúc Trúc mua về Trúc có bỏ vô tủ lạnh á, nên bây giờ ăn nó lạnh lạnh, nó mát mát đã lắm. Nhưng mà gần cái vỏ nó chua lắm nha mọi người. Bây giờ mình chấm thử một xíu muối tiêu mình ăn thôi. Ngọt quá. Cái hộp nó bự lắm mọi người. Cái hộp nó bằng 1/3 cái trái luôn á. Mà cái hộp nó chua. Nhưng mà cái cơm nó ngọt. Bây giờ mình sẽ ăn nữa. Mình sẽ lựa cái trái nào nó chín cho chín. Đây trái này. Mình sẽ lựa trái nào nó chín. Nó chín thì nó sẽ, cái màu nó sẽ cam. Mà cái trái này màu đẹp mọi người ha. Quên, cắn ngay cái cuốn nó chua. Nãy bị một lần rồi mà quên. Bây giờ mình sẽ dùng dao mình gọt vỏ để mình ăn một lần coi nó như thế nào nha. Cái trái này á, thì mọi người nói á, là thường là để ăn tươi như vậy nè. Còn không á, thì ở miền Tây á, người ta mà trồng nhiều á, cái người ta làm mứt. Nhưng mà Trúc cũng chưa bao giờ được ăn cái mứt trái thanh trà hết á. Không biết là nó ra làm sao. Đây, đây, mình đã gọt vỏ nó ra rồi mọi người. Chấm một xíu muối tiêu. Đỡ chua hơn. Cái trái này chỉ có ăn bóc thôi. Lấy cái cây mà xỏ, nó xỏ cũng không được đâu, nó dướng cái hộp. Ăn cái này nó giống trái xoài lắm mọi người. Nó có cái xơ nữa. Mình ăn hồi cái xơ nó dính vô kẽ răng mình đó. Đây có một cái trái da cám xấu xí nè. Thường mấy trái này ngọt lắm. Giờ mình sẽ thử cái này. Mình sẽ cắn ở đây, mình cắn lên cái cuốn, mình không có cắn ở dưới cái cuốn nữa. Đúng rồi, chỗ này nó ngọt nè. Ăn cái trái này á, hình như là mình lột vỏ, mình tự lấy tay mình lột vỏ thì nó sẽ ngọt hơn là mình lấy dao mình cắt á. Nãy lấy dao cắt thấy cái trái nó chua hơn. Cái trái này màu đúng đẹp luôn mọi người ha, cái màu đẹp ơi là đẹp. Mấy bạn comment cho Trúc biết là cái trái thanh trà này Trúc mua 70.000 một ký là đã đúng giá chưa? Trúc có bị hố nữa hay không? Sao Trúc kém cỏi trong cái việc mà trả giá, đi chợ trả giá lắm nha. Đi chợ không bao giờ biết mua đồ. Đi siêu thị thì giá có sẵn này lụm ra thôi. Chứ còn đi chợ là nói nhiêu mua nhiêu à. Ít trả giá lắm, trừ khi trong túi hết tiền mới trả giá. Trái này ngọt quá mọi người. Ai mà không thích ăn chua á cũng sẽ thích mua trái này, bởi vì cái màu nó đẹp quá, nhìn là bắt mắt liền. Trái này mà mình làm cái kiểu như là nước ép sinh tố rồi chắc ngon lắm ta. Nghĩa là mình mua nó về xong cái mình dầm dầm, mình bỏ, mình gọt vỏ, xong cái mình dầm vô trong một cái ly, mình bỏ ít đường, sau đó cái mình bỏ nước đá vào. Wow, chắc là uống ngon lắm á. Khuyến cáo mọi người là không nên bỏ cả cái trái thanh trà vào miệng, bởi vì cái hộp của nó rất dễ bị mất nghẹn. Trúc đã dại dột, Trúc bỏ nguyên cái hộp vào. Đây, trái này mình thử, cái này mình giò nó coi nó mềm ra, nó ngọt hơn nữa. Sao có những cái loại trái cây mà cái màu đáng yêu thế này nhỉ? Trái này mà chưng trái cây á, chưng một mâm trái cây mà có trái này chắc thích lắm. Đừng nên ăn gần cái hộp quá, nó chua. Trái này Trúc thấy người ta nói là nó xuất xứ ở miền Tây mà ở Vĩnh Long đó mọi người. Mà không biết cái khu nào thì trồng cái trái này, mà Trúc cũng không có biết cái cây nó ra làm sao nữa. Bạn nào biết mà cái trái này nó trồng ở Vĩnh Long mà ở huyện nào á, chỉ Trúc với. Để Trúc có dịp Trúc đi Vĩnh Long Trúc sẽ vô. Để có dịp Trúc đi Vĩnh Long á, Trúc sẽ vô trong cái vườn của nó. Đạo á. Cảm giác ăn trái này vô nó sảng khoái trong người đó mọi người. Nó mát hẳn luôn á. Mình sẽ tìm trái to và trái chín mình ăn. Bây giờ Trúc sẽ gọt cái trái này như là gọt trái xoài thử coi. Trúc sẽ cắt hai bên như thế này. Ồ, được này. Đó. Mình gọt bên đây một cái nữa. Đó, rồi nó sẽ còn lại cái hộp. Cái trái nào mà nó chín thì chín đó mọi người. Nó cái mùi nó y như trái xoài. Nó thơm. Có vẻ như ăn kiểu này khả thi hơn mà nãy giờ mới phát hiện. Đã quá. Trái này chua quá. À, trái này nó chua. Chua quá. Trái này cũng chua nữa, sao kỳ vậy? Sao đang ăn ngon mà có trái chua lè vậy? Phải thử một trái này mới được. Tại sao tới cái giai đoạn này cái nó chua hết vậy? Trái này ngọt nè. Rất ngon cho mọi người, nhưng mọi người hãy nhớ lựa trái thanh trà thì chúng ta hãy lựa cái trái nào mà nó chín thiệt là chín để nó ngọt, chứ nếu không thì nó sẽ rất là chua. Và mọi người lưu ý một điều nữa đó là trái thanh trà nó có nhựa, nó sẽ dính vào tay mọi người vàng như thế này đây. Mọi người cẩn thận nha. Cảm ơn mọi người đã xem video và hy vọng là mọi người thích cái trái thanh trà này như Trúc đã thích nó nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha.